một con game chuẩn bị đổ bộ làm mưa làm gió tại thị trường game và không thể không nhắc đến đó là Black Myth Wukong. Và chắc hẳn là người chơi đã quá quen thuộc với tựa game này rồi vì nó đã càn quét diễn đàn, làm sôi sục lòng của hàng vạn game thủ rồi đúng không nào? Tuy nhiên thì có chút tin buồn cho những bạn đang hóng Black Myth Wukong rằng là con game này có thể sẽ bị delay một thời gian nữa. Thực hư thông tin như thế nào? Có những cái tranh cãi nào xoay quanh trò chơi này không? Thì hãy cùng tìm hiểu cả ND Gaming nhé! Dừng lại 2 giây để nhấn like và subscribe cho chúng mình để nhận nhiều thông tin hơn về game nha! Còn bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu thôi nào! Như các thông tin trước đó rằng Black Myth Wukong sẽ được ra mắt trên các nền tảng là PlayStation, Xbox và cả PC vào tháng 8 tới đây. Tuy nhiên thì các thông tin mà Andy không hớt được thì có vẻ là dường như những người chơi hệ Xbox nên cảm thấy lo lắng vì đoạn trailer ra mắt tháng 6 đã hoàn toàn ngó lơ cái nền tảng này. Sự biến mất của nền tảng Xbox dường như là một thông báo cho tất cả mọi người về việc Black Myth Wukong sẽ không thể ra mắt đúng hạn với nền tảng Xbox. Nhưng mà đừng lo lắng, nhớ đâu thì nó cũng giống như là Baldur's Gate 3 mà thôi, chậm trễ một chút trong cái ngày ra mắt đúng không nào? Sau đó thì chúng ta cũng đã nhận được cái sự khẳng định từ nhà phát triển rằng là Black Myth Wukong sẽ ra mắt trên nền tảng Xbox chậm hơn một chút so với các cái phiên bản khác ở trên PlayStation hay là PC. Lý do được đưa ra thì tương đối đơn giản là bởi vì muốn tối ưu hóa trên Xbox là cái nguyên nhân dẫn đến sự chậm trễ này. Và nói một cách khác thì Xbox chưa đủ để đáp ứng những tiêu chuẩn mà nhà phát triển Black Myth Wukong yêu cầu, do đó thì ngày phát hành bom tấn đã bị lùi lại một chút. Bây giờ thì chờ đợi là hạnh phúc, nên là thôi, hãy cảm nhận cái sự hạnh phúc đấy nhé các bạn Xboxer. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với những tranh cãi xoay quanh nhân vật chính này nhé. Chắc hẳn là ai ai cũng chắc chắn rằng là nhân vật chính trong game là Tôn Ngộ Không phải không nào? Tuy nhiên thì ở một vài góc độ khác có thể là bạn sẽ phải thay đổi quan điểm đấy. Chúng ta hãy cùng bàn bạc sâu hơn về nhân vật này nhé. Trong video lần trước khi mà nói về con game mới Black Myth Wukong thì tôi đã nói rằng là có đến tận 83 phép thần thông quảng đại cô. Nhưng mà tôi phải thừa nhận rằng là mình đáng bị đánh đòn khi mà có một cái trí nhớ thật kém, nhầm lẫn giữa số 83 và số 72. Tôi cũng quên mất là số 83 là cái gì rồi. Thành thật thì xin lỗi tất cả mọi người vì sự nhầm lẫn khó hiểu này. Rất cảm ơn các bạn đã đóng góp cho ND Gaming để giúp chúng mình chỉnh sửa và phát triển thêm nhé. Tôi xin đính chính lại và khẳng định lại một lần nữa là chỉ có 72 phép thần thông mà thôi. Tuy nhiên thì Wukong ở trong Black Myth lại có một cái sự bí ẩn nhất định với cái sự xuất hiện của hai Ngộ Không ở đoạn đầu và đoạn cuối, làm cho game thủ có thể là suy đoán theo nhiều chiều hướng khác nhau. Hãy cùng tìm hiểu với tôi nhé. Nếu như mà bạn để ý kỹ vào các chi tiết ở trong trailer thì chắc hẳn là bạn sẽ nhận ra về cái trạng thái nguyên bản nhân vật chính xuất hiện hoàn toàn là một con khỉ xám. Điều này thì chưa bao giờ xuất hiện ở trong Tây Du Ký cả. Chi tiết thứ hai thì đó là Ngộ Không ở trong tiểu thuyết có tận tới 72 phép thần thông biến hóa, nhưng mà không có khả năng nào cho phép nó trở thành một nhân vật khác lại có toàn bộ chiêu thức cũng như là kỹ năng của nhân vật đó. Giống như là đoạn trailer thì bạn có thể để ý là khoảnh khắc đánh nhau cùng với một gã yêu tinh, Ngộ Không ở trong video đã copy hầu như là hoàn toàn về ngoại hình cũng như là khả năng của con yêu tinh này. Vậy đây có thực sự là phép giả hình mà Tôn Ngộ Không sở hữu hay không? Nó không phải là con khỉ lông vàng ở trong câu chuyện thì đây sẽ là nhân vật nào? Có những cái đồn đoán đã diễn ra xoay quanh nhân vật này và một trong số đó đó là Lục Nhĩ Mỹ Hầu. Nếu mà bạn có nhớ thì đã có một con khỉ khác bắt chước cũng như là tranh thật giả với cả Tôn Ngộ Không, tuy nhiên thì nó chưa hoàn toàn thuyết phục cho lắm. Ngoài ra thì chúng ta cũng có một giả thuyết khác nữa được đưa ra, nhân vật được mô tả thì giống như là Thông Túy Viên Hầu. Thông Túy Viên Hầu hay còn gọi là Thạch Hầu Linh Minh, một nhân vật hư cấu trong truyền thuyết của Trung Quốc, được cho là tổ tiên của Tôn Ngộ Không trong tác phẩm Tây Du Ký. Nhưng mà đối với ND Gaming thì đây cũng có thể là một trong cái tứ hầu hỗn thế với cái tên gọi là Thông Đức Viên Hầu. Bản lĩnh của Thông Đức Viên Hầu thì khó có thể hình dung, chi phối nhật nguyệt, điều khiển thiên sơn, xoay chuyển càn khôn. Thông Bích Viên Hầu thì không những đã học được thiên canh 36 biến, sở hữu hóa công đại pháp, có thể hấp thu tu vi, tức là đạo hạnh tu nguyên của đối thủ, chuyển hóa thành của mình. Điều này thì vô cùng trùng khớp với cả nhân vật ở trong game. Tuy nhiên thì điều này thật hư là như thế nào
nhân vật được nhắc đến đó là ai thì chắc chắn là chúng ta cần thời gian để chờ đợi con game này ra mắt và nhận được một câu trả lời chính xác, phải không nào? Tiếp theo thì chúng ta cùng bàn bạc chi tiết về cơ chế gameplay nhé. Thứ nhất là nó có một cái hệ thống chiến đấu đa dạng, hứa hẹn là sẽ mang đến cho người chơi tốt nhất cho công những cái trận chiến bùng nổ và đầy cảm xúc. Hãy sẵn sàng đắm chìm vào thế giới Tây Du Ký huyền ảo với những pha hành động mãn nhãn và những thử thách cực kỳ cam go. Bạn có thể né tránh và phản công như một vị thần luôn. Tận dụng cái khả năng phi thường của nhân vật chính thì bạn có thể thoát khỏi cái đòn tấn công nguy hiểm của kẻ thù và tạo cơ hội phản công bất ngờ. Tung ra những đòn mạnh mẽ khi mà né tránh thành công khiến cho kẻ thù trở tay không kịp. Kết hợp nhuần nhuyễn giữa hai hoạt động này thì bạn có thể đánh bại tất cả những cái tên boss đáng gờm đấy. Hơn thế nữa thì hệ thống chiến đấu đa dạng, khám phá kho tàng vũ khí và kỹ năng phong phú, tự do sáng tạo phong cách chiến đấu độc đáo của riêng bạn. Đối với vô số yêu quái cũng như là các cái con boss hung hãn thì mỗi loại lại sở hữu những khả năng và chiến thuật riêng, buộc bạn phải liên tục thích nghi và đưa ra những chiến thuật hợp lý. Trải nghiệm những cái trận chiến hoành tráng và mãn nhãn với những hiệu ứng kỹ năng đẹp mắt và âm thanh vô cùng sống động, Black Myth Wukong cũng mang lại những cái trải nghiệm hành động lén lút đầy thú vị với cơ chế ám sát độc đáo, luồn lách trong bóng tối, di chuyển như một sát thủ chuyên nghiệp, hạ gục kẻ thù một cách im lặng và bất ngờ, tận dụng cái địa hình hiểm trở để có thể đẩy kẻ địch xuống vực sâu, tiêu diệt chúng một cách gọn gàng. Cơ chế ám sát này thì không chỉ giúp giảm bớt số lượng kẻ địch mà giúp người chơi có thể cảm nhận được cái sự đa dạng trong lối chơi của con game. Thay vì chỉ dựa vào sức mạnh và đối đầu trực tiếp, người chơi có thể chọn cách tiếp cận chiến thuật hơn, sử dụng sự tinh tế và kỹ năng lén lút để vượt qua những cái thử thách khó nhằn của con game. Điều này thì khuyến khích cái sự sáng tạo cũng như là tư duy chiến thuật khi mà người chơi phải quan sát môi trường, lựa chọn thời điểm thích hợp và sử dụng các kỹ năng ám sát một cách hiệu quả. Ngoài ra thì trong quá trình chiến đấu, nhân vật Black Myth Wukong có thể hồi máu lại đấy nhá, bằng cách là sử dụng các cái bình hồ lô đựng rượu. Bình hồ lô này thì sẽ tích lũy điểm từ kẻ địch bị hạ gục và người chơi có thể sử dụng nó hồi phục lượng máu khi mà lượng máu xuống thấp. Người chơi sẽ có cơ hội sử dụng ngậy như ý, biến thành nhiều sinh vật khác nhau và thi triển phép thuật huyền bí để vượt qua các thử thách ở trong game. Quan trọng nhất đó là vũ khí chính của nhân vật Black Myth Wukong là cây gậy như ý. Nó có thể biến dài ngắn tùy chỉnh và có thể đập tan yêu quái hoặc là thi triển phong ấn nữa. Tính năng đặc biệt này thì cũng có thể làm tăng sức mạnh chiến đấu của nhân vật chính, mang lại sự đa dạng trong lối chơi và bạn có thể biến chiến thuật dựa trên cái tình huống cụ thể. Nhìn chung thì chúng ta vẫn còn khá nhiều tranh cãi xoay quanh con game này cũng như là sự tò mò, sự kích thích mà game mang lại. Tất cả thì chúng ta chỉ có một câu trả lời mà thôi, đó là phải chờ đợi con game ra mắt. Nếu mà bạn có ý kiến gì thì hãy comment ở bên dưới cho Andy Gaming biết nhé. Hãy đóng góp nhiều ý kiến hơn để chúng mình có thể hoàn thiện hơn nha. Video của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh của chúng mình nhé. Còn bây giờ thì bye bye. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé.